Khi cha mẹ dạy con theo phong cách nuông chiều, ở những video trước thì mình đã chia sẻ về những phong cách nuôi dạy con của các bậc cha mẹ, đó là phong cách uy tín và phong cách độc đoán. Thì mỗi một cái phong cách của những người cha mẹ sẽ tạo lên những cái tính cách của mỗi đứa trẻ cũng sẽ khác nhau. Mặc dù ở những cái phong cách đó cũng có cái sự tương đồng nhưng vẫn tạo ra những cái đứa trẻ có những cái hành vi và cá tính khác nhau. Rõ ràng là trẻ chịu cái sự chi phối, trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp do cái tính cách của người cha mẹ, bị ảnh hưởng trực tiếp từ cách giáo dục trong gia đình và đặc biệt là từ chính những người cha mẹ nuôi dạy chúng. Bố mẹ thuộc cái nhóm tính cách mà luông chiều con sẽ nuôi dạy theo con theo cái cách là tiếp nhận cái điều mà con có, nhưng họ lại buông lỏng và ít khi đặt ra những cái yêu cầu đối với đứa trẻ. Những người cha mẹ này thì thường là không đặt ra bất cứ cái nguyên tắc nào đối với con hoặc trong gia đình của mình. Họ sẵn sàng chiều theo những cái mong muốn của con, cung cấp đầy đủ những cái điều mà con thích, những việc con cần làm thì cha mẹ sẵn sàng đáp ứng rồi hỗ trợ. Họ sẽ không đặt ra những cái nguyên tắc rồi kỷ luật con. Thay vì đó thì thường những bậc cha mẹ này thì nhấn mạnh những cái sự quan tâm, đáp ứng những cái nhu cầu của con hơn. Họ không mấy khi là ngăn cấm con làm bất cứ việc gì, kể cả khi mà đứa trẻ có làm sai thì họ cũng sẽ nhắc nhở, yêu thương, kể cả trong việc mà kỷ luật con. Thì cách biểu lộ cảm xúc của những người cha mẹ này cũng sẽ trở nên rất là yếu ớt. Họ là những người cha mẹ phi truyền thống, rất là khoan dung đối với con của mình. Họ không có cái yêu cầu rằng là con phải thể hiện rằng mình đã lớn rồi, mình hiểu biết rồi, mình phải chững chạc hoặc là mình phải cái gì đó. Nói chung là họ không quá quan tâm đến cái hậu quả của những cái hành động của con. Đôi khi thì họ cũng nghĩ rằng là mình không cần quá can thiệp những cái việc học tập hoặc là những cái vấn đề của con thì đứa trẻ vẫn có thể học tốt, vẫn có thể là làm tốt mọi việc. Nói chung là những người cha mẹ luôn chiều con này thường rất là tin tưởng vào con của mình. Và cứ như vậy thì những cái đứa trẻ mà lớn lên trong gia đình mà có cái phong cách luông chiều con thì thường cũng là những cái đứa trẻ mà không thích tuân thủ những nguyên tắc. Các con làm việc một cách rất là bột phát, cảm tính và không thích mình bị bắt buộc phải nghe lời ai, phải nghe theo ai. Và từ đó thì cái tính cá nhân, cái tôi của những đứa trẻ này cũng sẽ cao hơn. Rồi để rồi là khi mà phải đi ra ngoài ấy, thì các con cũng khó biết cái cách để kiểm soát những cái cảm xúc, những cái hành động, hành vi của mình. Chính vì vậy mà những cái đứa trẻ này thường sẽ gặp nhiều vấn đề hơn trong việc xây dựng mối quan hệ khi đi ra ngoài và cách mà các con sẽ bị hạn chế trong cái cách mà tương tác với những cái mối quan hệ bên ngoài xã hội vì chúng thường có những cái tôi cao. Các con tự tin nhưng lại không có cái phương hướng rõ ràng, rồi thì mục đích để các con phấn đấu cũng sẽ không rõ ràng. Để rồi khi một đứa trẻ lớn lên một cách tự do, các con được luông chiều vì cái tự do mà không giới hạn của mình thì các con sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn ở bên ngoài. Nó có thể là gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ. Chính bởi cái cách bộc lộ theo cảm tính bột phát, các con có thể là dễ dãi với bản thân mình, cũng có thể là do bởi thiếu, các con thiếu đi cái ý chí, thiếu đi những cái sự mạnh mẽ quyết đoán. Bởi vì các con đối mọi điều đối với con đến với con nó thường là nó dễ dàng, nó không quá khó khăn vì cha mẹ luôn chiều con, cha mẹ tạo mọi điều kiện mọi cơ hội cho con, khiến cho con không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những mong muốn của bản thân. Và đây là một điều khiến cho trẻ sẽ gặp những khó khăn vô cùng khi mà đứng trước một cái sự việc nào đó không thỏa mãn được theo cái ý của con. Tất nhiên là cũng sẽ có một số ít những đứa trẻ sống trong gia đình mà có cha mẹ luông chiều nhưng các con vẫn có những cái hành vi tích cực, có thể trở thành những người kiên quyết khi mà các con gặp được những người thầy cô, những người bạn bè hỗ trợ con, chỉ bảo và giúp con. Cho nên là thông thường thì cái nhóm cha mẹ mà nuôi con theo phong cách luông chiều này rất là yêu thương con của mình, họ đặt kỳ vọng vào con rất là cao. Họ thường cho phép đứa trẻ của mình tự do để thể hiện quan điểm, được tự do để phát triển những cái khả năng của bản thân và không cần kiểm soát mọi hành vi của con. Để rồi khi đứa trẻ mình nhận được cái sự giáo dục này của cha mẹ thì đứa trẻ cũng có thể ngày càng trở nên tự phụ, có ỷ lại vào cha mẹ của mình, con dễ dàng buông thả rồi tùy hứng làm theo cảm tính và thiếu kiên nhẫn trong công việc. Cho nên là mỗi cách giáo dục của cha mẹ đều có những cái ưu nhược điểm riêng, nhưng nếu chúng ta biết cách để hạn chế những cái điều không tốt cho con, có thêm vào đó những cái sự cương quyết mạnh mẽ
trong yêu thương của cha mẹ thì khiến cho đứa trẻ có cơ hội phát triển tốt hơn, con dễ dàng biết cách hoàn thiện bản thân và cha mẹ thì cũng dễ dàng để điều hướng giúp con hơn. Các bạn nhớ follow kênh, bấm vào lúc vào chuông để nhận được những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.